Chào các bạn, mình là Việt đây. Hôm nay mình sẽ review Moju Y5 GTS 2M. Hộp trắng này thì sẽ không có 500, nhưng mình đã nhờ shop bóng 500 cho mình rồi. Thực ra là mình cũng có thể tự bóng 500 cũng được, nhưng mà thôi, thêm một tí công để shop bóng cho mình luôn. Và mình chưa kịp review thì đã có bạn nhắc rồi. Hộp bên ngoài sẽ có những họa tiết màu đỏ như thế này, ánh lên, hiện tên Y5 GTS 2 3x3. Đây là hộp trắng thì sẽ không có 500, còn hộp đen thì sẽ có 500 mod sẵn nha. Đây này, cái thời điểm mà mình mới dùng con GTS 2 lúc đầu tiên thì nó sẽ không có cái chữ này đâu. Rồi sau này mới có cái dòng Cuban Dream ở đây. Thì cái chỗ nắp hộp có 500 nha. Đây này. Đấy, nên rất là chắc luôn á. Khi mở ra thì các bạn sẽ thấy có Rubik thôi. Và một cái đặc sản của Y5 GTS 2 đó chính là thẻ của thành viên team Moju. Thì Cuber này là đây. Tại vì mình không đọc được cái tên này nên đây nha. Sẵn đây thì mình sẽ khoe một chút về những cái tấm thẻ mà mình đã sưu tập được nha. Lucas Buliga này. Rồi bạn nhỏ này thì là đây. Đây, Lucas Esther này. Drew Borat này. Và Anthony Cantin. Moju Y5 GTS 2M. Bề mặt của nó sẽ là nhựa bóng, nhưng mà cầm nó cũng khá chắc tay nha. Nếu như các bạn bị tràn lớp thì chắc chắn sẽ trơn rồi. Còn lại thì nó không vấn đề gì cả. Về hệ màu thì sẽ có một điểm trừ, đó chính là cái màu xanh nhạt này nè, nó khá là nhạt luôn á. Các bạn nhìn qua video thì nó sẽ hơi đậm một xíu thôi, nhưng mà các bạn so sánh với Rubik bây giờ thì khác nhau rất là nhiều đúng không? Những màu khác thì có thể là cũng được thôi, nhưng mà về màu xanh này các bạn chơi long phiên giữa những khối Rubik mới và khối Rubik năm 2017 như thế này á thì nó cần phải có thời gian để có thể tạm quen lại thôi. Nói chung là hơi bị khó chịu một xíu. Nếu như các bạn chơi GTS 2 ngay từ đầu thì nó không thành vấn đề, nhưng mà các bạn chơi luân phiên giữa những khối Rubik như thế này thì nó là một cái vấn đề đấy. Đây là một khối Rubik từ năm 2017 và đã mod sẵn 500 do shop mod thôi, chứ không phải là do nhà sản xuất mod. Để coi nặng bao nhiêu nha. 88g. Thì những khối như là GTS 2, GTS 3, 2019 thì nó cũng khoảng tầm 88-92g. Ô, khối này nhẹ hơn người ta, chắc mình lau bớt lúp đi á. Còn khối GTS 3 như là khoảng tầm 90g gì đó. Còn khối RMMV5 này thì nó 72g. Các bạn sẽ thấy là nó cách nhau khoảng tầm 10-20g. Thì nó cũng không có khác biệt gì mấy. Nhưng mà các bạn cầm một khối Rubik nhẹ, một khối Rubik hơi nặng á, chơi bằng tay á, nó sẽ khá là mỏi. Đó là cái vấn đề đấy. Nhưng mà các bạn chơi ngay từ đầu thì mình nghĩ những cái vấn đề đó nó không thành vấn đề. Vậy vậy thôi. Và khối này thì nó sẽ có kích thước là 55.5mm. Với những bạn tay hơi nhỏ chơi vẫn được, mà những bạn tay to chơi vẫn được. Tại vì các bạn thấy một số kêu bơi nhí bây giờ họ chơi Rubik 56mm đó, họ chơi vẫn là tốt và rất là nhanh, có khi còn giỏi hơn rất rất là nhiều người. Nên 55.5mm thì cũng khá là phù hợp đấy. Chờ thử nha. Về những cái như là nhanh, nhẹ, thoải mái thì khối GTS 2 này làm rất là tốt. Nhưng mà có một cái điều mà mình không biết là có phải là do mình hay không, hay là do cái chất của Rubik này như vậy. Đó chính là về cảm giác nó khá là thô. Trong thời gian trước mà mình chơi con GTS 2 rồi á, thì mình cũng đã có lúp rồi, đủ là lúp luôn. Lúp hơi đặc cũng có, lúp lỏng cũng có, mà lúp đặc đặc xíu cũng có nữa. Nhưng mà mình chơi một thời gian nó cũng khá dài rồi đấy, nhưng mà cái cảm giác thô nó vẫn có. Có thể là do cái chất nhựa nó khá là dày nên cảm giác nó hơi thô. Ốc thì như này thôi, bao gồm ốc, lò xo và vòng đệm, không có mắt líp, không có ốc kép. Thực ra thì các bạn có thể mod mắt líp ở trên cái này cũng được, nhưng mà mình nghĩ là nếu mắt líp thì cái lỗ mắt líp nó phải vừa với được một cái đồ để giữ cái lò xo trên đây. Cái vòng ngoài thì chắc chắn là nó sẽ không có cản trở gì rồi, tại vì cái mắt líp thì nó chỉ to hơn cái vành của ốc một xíu thôi, nên các bạn có thể mod được. Các bạn mà thấy nó không vừa mà vẫn cố chấp móc mắt clip á thì các bạn có thể thử cách này.
cái này thì nó sẽ hơi tốn và đôi khi là nó sẽ nguy hiểm đấy. Cho các bạn coi phần core này, thì phần core này á là những khối Rubik bây giờ 2021 hoặc là V9 gì đó vẫn có thể làm mod mắc core được, thì chắc chắn là cái core này vẫn mắc core được. Nhưng cái vấn đề ở đây á, đó chính là cái phần chân gốc. Nhưng mà những bộ kit mắc core bây giờ là như là in 3D thì phải, hoặc là không, nói chung là cái đó thì mình không biết tại vì đó là bí mật của các shop. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà in 3D được thì nó sẽ in được cái lỗ như thế này, là hình mắc core đấy. Rồi sẵn cầm góc thì mình sẽ cho bạn coi phần góc luôn, là nó sẽ không khác gì so với các góc bây giờ. So sánh hơi ngược, tại vì sẽ có một số bạn không biết là những cái góc trước đó nữa nó như thế nào, nên mình lấy những góc bây giờ để làm ví dụ để cho các bạn dễ thấy về dễ hình dung đó. Và thậm chí nó cũng không có rãnh ma sát luôn các bạn, đơn giản không? Và rãnh ma sát nằm ở đâu mà mình dám nói là chơi nhanh chơi nhẹ? Nằm ở đây nè, phần cạnh. Nếu như các bạn để ý thì nó sẽ bị lõm một khoảng chân này đó, như chân này này, thì nghĩa là cái diện tiếp xúc của nó chỉ dừng ở cái khúc mà nó đầy thôi, còn lại nó sẽ bị hở khúc trên, thấy không? Đó, chân này đầy nè, chân này bị hở đây nè, đó là cái rãnh ma sát của nó. Và phần cạnh thì nó sẽ có một chút rãnh ma sát ở đây để cho tiếp xúc giữa phần cạnh và cái phần tâm này. Và cái phần chân góc và chân cạnh các bạn thấy nè, hệ thống chống bóp nhìn chán không? Nhưng mà cái khối này nó khá là khó bị lật góc nha. Nếu mà các bạn chỉnh ốc lỏng quá thì chịu thôi, nhưng mà chỉnh ốc vừa chơi vừa với là kiểu chơi của các bạn á thì lật góc nó khá là khó đấy. Cái chân góc này á, nếu như mình nhớ không lầm thì ngày xưa á, là những cái chân góc này nè nó sẽ là màu ngẫu nhiên. Thiết kế vẫn y chang vậy nhưng mà cái màu nó sẽ là ngẫu nhiên. Còn ở đây á, là full chân đỏ luôn. Mình không biết là Moju bây giờ họ đã chăm chút lại cho các sản phẩm cũ hay là shop đã đổi cho mình. Thì nếu mà shop đổi cho mình á, thì mình cảm ơn. Còn Moju họ đang chăm chút lại cho các sản phẩm cũ á, thì dự là những cái sản phẩm cũ sẽ quay lại, hoặc là mình đang bốc phét. Và nói tóm lại thì đây cũng là một trong những khối Rubik siêu phẩm, nhưng mà với tầm giá so với bây giờ thì thực sự rất là thua thiệt luôn. Với tầm giá không có 500 thôi nha, là đã khoảng tầm 250 cho tới 270 rồi, tùy shop bán. Nếu mà có sản 500 từ nhà sản xuất á, thì cũng khoảng tầm 350 cho tới 400 trong khoảng đó. Hoặc là phiên bản nâng cấp của nó là GTS2 WCA thì cũng khoảng tầm 400 rồi. Nhưng mà nó cũng chỉ dừng ở cái việc mà nâng cấp về cái phần hệ màu đậm hơn và có 500 sẵn thôi. Còn lại thì không có gì cả, không có ốc kép, không có mắt díp, không có mắt co. Trong khi đó với tầm giá đó, tối thiểu là phải có 500 rồi và có cả mắt co, Moju phải gọi là bone co chứ, bone co, mắt líp và thậm chí ngay cả UV luôn đều có hết. Nên khối này nếu mà so với thời điểm hiện tại thì nó là một điều rất là thua thiệt luôn, không thể so được. Nhưng mà bao những cái vấn đề đó thì khối này vẫn là một trong những khối đáng để trải nghiệm và có thể là chơi chính và chơi rất là lâu dài luôn.